đỉnh chưa? Cái thần thái đó kìa. Ôi mình tóc dài nè mọi người. Ôi mình theo trend này được đó. Hi, xin mọi người, mình là Nam Phương đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng reaction những cái slow motion theo kiểu gọi là mặc đồ cổ trang của Trung Quốc mọi người. Và lý do vì sao mình reaction clip cái trend này á là tại vì dạo gần đây mình hay coi mấy cái phim xuyên không quay ngược về thời gian, quay ngược quá khứ của Trung Quốc. Trời ơi, coi mà kiểu bị mê luôn á. Thứ nhất là cái bộ đồ của họ nó đẹp dã man luôn. Những cái màn cosplay hay kiểu cổ trang đó mà slow motion kiểu đỉnh cao luôn. Để xem họ làm như thế nào nhá. Let's go. Wow. Thích một cái là ở Trung Quốc cái nhạc cổ trang của nó rất là hay nha. Em ơi. Ủa? Cái này như kiểu biến Thượng Hải rồi. Coi cái này mình coi cả ngày cũng được luôn á. Không hiểu sao kiểu cái bộ trang phục của người ta, trời ơi, nó đẹp mà nó nhìn như kiểu thần tiên vậy á. Nhất quyết coi cái này xong mình phải làm một cái clip như vậy mới được. Một cái clip điển hình như thế mới được. Ghê quá à. Không, cái này không đẹp, cái này ghê quá à. Đó, đỉnh chưa? Cái thần thái đó kìa. Ôi mình tóc dài nè mọi người. Ôi mình theo trend này được đó. Tóc mình dài mình không cần nổi luôn. Nè, đó, chị này được. Lát nữa mình sẽ cosplay chị này. Đỉnh. Những cái điểm chung của mấy clip slow này á là mấy chị rất là đẹp, tóc rất là dài và mình tóc cũng dài nên lát nữa mình sẽ thử làm cái trend này. Nhìn nó mộng mỹ quá ha. Đủ style luôn, style trong sáng có nè, quyến rũ có nè, mộng mỹ có luôn. Coi vậy đủ rồi, mình không thể chịu đựng được nữa. Bây giờ mình bị nổi hứng là mình muốn quay một clip như thế này. Bây giờ mình sẽ thứ nhất là make up này, thứ hai là lựa đồ này, và mình sẽ thực hiện cái clip TikTok như thế này mới được. Không thể nào chịu nổi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị nhé. Let's go. Ok, trước khi mà chúng ta chuyển qua cái phần make up ấy thì đầu tiên mình phải skin care. Mọi người nhớ nha, cái việc skin care rất là quan trọng. Nếu dùng một make up đẹp thì da chúng ta phải xinh. Và đầu tiên á là chúng ta sẽ dùng toner. Và đây Phương giới thiệu với mọi người luôn cái bí quyết toner mà mình sử dụng được gần 1 tháng rồi. Đây là toner chiết xuất từ gạo đen của Haru Haru, là một mỹ phẩm của Hàn Quốc. Và mình cực kỳ thích cái loại này luôn. Bởi vì như các bạn biết thì gạo đen nó chứa khá là nhiều những cái chất dinh dưỡng tốt cho da. Và nó dưỡng ẩm sâu này, cũng như là có cái chất chống oxy hóa trên da nữa. Thì mình sử dụng khoảng 30 ngày thì mình cảm thấy là da mình nó tươi tắn hơn và nó có độ đàn hồi, nó săn chắc hơn nữa. Và đặc biệt cái mà mình thích nữa của cái sản phẩm này á, đây các bạn nhìn nha, nó dạng lỏng mọi người à. Cái mùi nó cũng rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, thơm lắm kìa. Và thẩm thấu cực kỳ nhanh luôn. Nó không bị dính nữa mọi người. Mình không thích những cái sản phẩm nào mà nó kiểu bị dính trên da lắm nha. Nhưng mà cái này thẩm thấu nhanh và khi mà bôi lên nó không dính này nha. Và nó còn săn chắc cái da của mình ngay lập tức cơ. Trời ơi, nhìn mà cảm thấy là da tràn đầy sức sống luôn á. Và cái lý do mà mình mua sản phẩm này á là một ngày đẹp trời mình lướt TikTok thì mình thấy nó có một cái clip nhỏ về thí nghiệm chống oxy hóa trên da của sản phẩm toner chiết xuất từ gạo đen của Haru Haru này. Và mọi người cùng xem cái clip này để mọi người hiểu thêm.
phẩm của mình và để xài thử xem cái công dụng có đúng như Phương nói hay không ấy, thì Phương có để cái link sản phẩm ở dưới. Bạn nào quan tâm thì cứ nhớ nhấn cái link đó nha. Và đặc biệt là chúng ta còn có một cái mã code để chúng ta có thể có được cái ưu đãi khi mà chúng ta mua cái sản phẩm này. Nhưng mà cái số lượng có hạn cho nên mọi người nhớ tranh thủ nhanh tay đặt hàng nha. Và cái thứ hai, khi mà sử dụng toner xong ấy thì mình sẽ sử dụng một cái tinh chất acid của Haruhalu luôn. Và đây đọc đúng tên của nó là tinh chất acid hyaluronic. Tại sao sử dụng tinh chất này? Bởi vì dạo gần đây da của mình hơi bị khô và mình sử dụng tinh chất này để dưỡng ẩm hơn nè. Và nó có tác dụng dưỡng ẩm cho da, dưỡng ẩm toàn diện luôn mọi người. Và đặc biệt là mọi người thấy nó xinh không? Nhìn nó cute ha. Cái hình này nó giống kiểu như là cái hạt gạo vậy á. Mình cực kỳ thích mấy cái đồ cute vậy luôn. Đây, cho mọi người xem nè. Nhưng mà các bạn nhớ là lấy một cái lượng gọi là nó vừa đủ thôi nha mọi người, đừng có nhiều quá. Và khi mà chúng ta sử dụng toner hay là sử dụng những cái serum tinh chất này nọ ấy, thì mình có đọc trên những cái cách skincare của người Hàn Quốc, đó là họ chỉ vậy nè, vỗ nhẹ lên da thôi chứ không phải chà như này đâu. Bởi vì khi mà vỗ nhẹ thì nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn và tốt hơn, phát huy đúng công dụng hơn ấy. Ok, và mình nghĩ là mình đã xong cái phần skincare rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần makeup. Ta-da! Vậy là Phương đã make up xong rồi. Và cuối cùng chúng ta cần một chai xịt khoáng. Ở đây Phương share cho các bạn cái tip chai xịt khoáng của mình. Đây, Phương sử dụng chai xịt khoáng che đen của Haruhalu luôn. Và cái công dụng của nó đó chính là làm da chúng ta tươi tắn hơn này, cung cấp độ ẩm cho da này. Và chỉ còn một chút thôi, da chúng ta kiểu như là từ kiệt sức ha, xong rồi xịt lên là nó tràn đầy sức sống luôn mọi người, thật sự luôn á. Bây giờ mình sẽ xịt khoáng. Đã quá trời luôn á. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi thay đồ và làm clip TikTok thay trend biến hình của Trang nha. Phương quay xong cái clip TikTok rồi, các bạn thấy Phương cosplay có giống không? Và nếu như mấy bạn muốn Phương theo một cái hình tượng nào đấy hay là reaction một cái clip TikTok nào đấy, một cái trend nào đấy thì các bạn cứ comment ở dưới nha. À, với lại đừng quên check link đính kèm ở dưới clip để tránh bỏ lỡ những cái ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các bạn xem video clip này thôi nha. Còn bây giờ thì bye bye.